Trần Tú Văn, sinh ngày 7 tháng 1 năm 1962 tại Hồng Kông, là nữ diễn viên và ca sĩ Hồng Kông, Trung Quốc. Khi còn nhỏ, Trần Tú Văn đã học chơi piano và năm 16 tuổi, cô gia nhập lớp đào tạo diễn viên của đài truyền hình Lệ Đức, RTV. Năm 1979, theo sắp xếp của công ty Lệ Đức, cô đã hát ca khúc chủ đề cùng tên của bộ phim truyền hình Hiệp Đạo Phong Lưu và chính thức ra mắt. Sau đó, cô đóng vai chính trong bộ phim dài tập Phù Sinh Lục Kiếp cùng Trương Quốc Vinh và đóng cặp với Lâm Quốc Hùng trong phim Tình Cảm Tuổi Trẻ Ánh Nắng Trong Cơn Mưa Rào. Năm 1982, Trần Tú Văn chấm dứt hợp đồng với Lệ Đức, lúc này đã chuyển thành đài truyền hình châu Á, ATV, và bắt đầu phát triển sự nghiệp ca hát. Trong vòng 5 năm, cô đã phát hành 7 album, bao gồm Trần Tú Văn, Ami Chang, Chấn Động, trong đó Chấn Động và Ia Ia Cười Hỏng Người đều đạt được thành công đáng kể. Năm 1987, Trần Tú Văn tạm ngừng hoạt động nghệ thuật vì lý do cá nhân. Năm 1990, cô quay trở lại và đóng phim cho TVB, với vai diễn trong phim Tự Xoa Nữ đạt vị trí thứ 3 trong top 10 chương trình truyền hình tại giải thưởng nhất TV. Từ năm 1992, cô đóng vai chính trong loạt phim Hồ Sơ Công Lý, loạt phim này liên tiếp được xếp vào top 10 chương trình truyền hình. Từ năm 1994 đến 1996, cô còn lọt vào danh sách top 10 nghệ sĩ truyền hình tại giải thưởng nhất TV trong 3 năm liên tiếp, khẳng định vị thế của Trần Tú Văn trong dàn diễn viên của TVB. Sau đó, cô hết hợp đồng với TVB và quay lại ATV, nơi cô giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải của ATV nhờ các bộ phim tái kiến Diễm Dương Thiên và Thiên Trường Địa Cửu. Năm 1998, cô đoạt giải top 10 nghệ sĩ truyền hình được yêu thích nhất nhờ vai diễn Mộc Quế Anh trong phim Mộc Quế Anh Đại Phá Thiên Môn Trận. Trong thập niên 2000, Trần Tú Văn tham gia nhiều bộ phim truyền hình Trung Quốc đại lục như Thiện Nữ U Hồn, Thiếu Niên Dương Gia Tướng. Sau năm 2011, cô gần như rút khỏi làng giải trí và chỉ xuất hiện trong bộ phim Giáo Thúc vào năm 2019. Đời tư của Trần Tú Văn, năm 1979, khi thực tập tại phim trường lớp đào tạo diễn viên của Đài Lệ Đức, Trần Tú Văn đã quen biết nam diễn viên Lâm Quốc Hùng. Sau đó, vào năm 1980, trong quá trình đóng phim Ánh Nắng Trong Cơn Mưa Rào, cả hai nảy sinh tình cảm và trở thành người yêu. Năm 1983, Trần Tú Văn và Lâm Quốc Hùng kết hôn, và đến năm 1987, con trai họ, Lâm Thượng Trí chào đời. Sau đó, Lâm Quốc Hùng rút lui khỏi ngành giải trí và chuyển sang kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, vào năm 1998, ông bị một cao tăng từ đại lục lừa gạt mất hàng chục triệu Hồng Kông. Đến năm 2000, do công ty mà ông bảo lãnh nợ nần, ông bị công ty tài chính kiện đòi hơn 3 triệu Hồng Kông tiền thế chấp. Trong thời gian đó, Trần Tú Văn đã lên tiếng ủng hộ chồng. Tuy nhiên, đến năm 2011, sau gần 30 năm kết hôn, Trần Tú Văn và Lâm Quốc Hùng chính thức thông báo ly hôn. Nhất tỷ ATV Trần Tú Văn, 2 năm không đóng phim, cuộc sống thư thả, con trai tự kỷ này đã thành công trong sự nghiệp. Ngày 1 tháng 8, truyền thông Hồng Kông đã tiết lộ tình trạng gần đây của nhất tỷ Ash Vân Tú Văn. Hôm đó, Trần Tú Văn lái xe đến một khu vực ngoại ô cùng với một bảo mẫu người nước ngoài. Cả hai đã vào một khu chợ hoa để mua lan. Hiếm khi xuất hiện, cô diện áo sơ mi xanh lá cây kết hợp với quần jean, tay cầm một chiếc túi xách lớn màu đen. Trang phục giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất. Những năm trước, Trần Tú Văn tăng cân khá nhiều, gương mặt trông đầy đặn hơn. Lần này, cô xuất hiện với vóc dáng gọn gàng hơn, vùng eo bụng nơi dễ lộ dấu vết tuổi tác nhất cũng không còn mở thừa rõ rệt, trông cô rất khỏe mạnh. Cô có vẻ rất hiểu biết về lan, chọn lựa kỹ càng và nán lại khu chợ hoa hơn nửa tiếng trước khi tìm được cây hoa ưng ý. Sau đó, cô yêu cầu gửi hoa về tận nhà và cùng bảo mẫu ra về trước. Dường như, sau thời gian rời xa làng giải trí, cô đã tìm thấy niềm vui qua việc trồng và cắm hoa, cuộc sống hiện tại rất thư thái. Thực tế, Trần Tú Văn đã nhiều năm không tham gia đóng phim. Tác phẩm gần nhất của cô là bộ phim truyền hình Giáo Thúc hợp tác cùng Lưu Khải Trí, Người Đã Qua Đời. Trong phim, cô vào vai phó hiệu trưởng, diễn xuất vẫn tinh tế như mọi khi, khí chất không hề kém cạnh trước Lưu Khải Trí, một diễn viên có thực lực mạnh mẽ. Sau khi hoàn thành bộ phim này, cô không nhận thêm vai diễn mới. Có tin đồn rằng TVB từng mời cô quay lại, nhưng cô từ chối do không hài lòng với đãi ngộ. Không khó hiểu vì sao Trần Tú Văn không muốn dễ dàng trở lại showbiz, bởi những năm trước, cô đã trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn. Trong khi sự nghiệp rực rỡ, đường tình duyên của cô lại lận đận, bị người chồng của Lâm Quốc Hùng hãm hại rất nhiều. Năm xưa, để bảo vệ Lâm Quốc Hùng, Trần Tú Văn không ngại cãi nhau với em gái là Trần Gia Linh. Không ngờ,
sau khi mắc nợ lớn, Lâm Quốc Hùng đột ngột biến mất, để lại một mớ hỗn độn cho Trần Tú Văn. Con trai của cô cũng vì không chịu nổi áp lực mà từng mắc chứng tự kỷ. Sau đó, Trần Tú Văn đã làm việc chăm chỉ để trả nợ. Sau nhiều năm cố gắng, cuộc sống của cô mới trở lại bình thường. Lúc này, Lâm Quốc Hùng quay lại tìm cô, nhưng Trần Tú Văn đã hoàn toàn thất vọng và quyết định ly hôn. Hiện tại, con trai của cô đã 34 tuổi và có sự nghiệp ổn định. Trần Tú Văn cuối cùng cũng yên tâm và sống cuộc sống mà mình mong muốn. Vốn rất yêu thích hương liệu, cô đã thi lấy chứng chỉ trị liệu bằng hương liệu với mong muốn giúp mọi người thư giãn và cải thiện tinh thần. Sự nghiệp của Trần Tú Văn, từ nhỏ, Trần Tú Văn đã có niềm đam mê với âm nhạc và khiêu vũ. Cô học piano suốt hơn 10 năm và đạt được chứng chỉ cấp 8 về biểu diễn piano của Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh. Trong suốt thời gian đi học, cô luôn là thành viên của nhóm múa của trường. Khoảng năm 1 năm tuổi, với tinh thần thử thách, Trần Tú Văn đã đăng ký thi vào lớp đào tạo diễn viên của Đài Lệ Đức, tiền thân của Đài Truyền hình Châu Á, và đã trúng tuyển. Tuy nhiên, cha mẹ cô không đồng ý việc cô gia nhập làng giải trí và mong muốn cô hoàn thành việc học. Vì thế, Trần Tú Văn vừa phải đi học vừa tham gia lớp đào tạo diễn viên. Cuối cùng, do không thể cân bằng cả hai, cô đành từ bỏ kế hoạch học lên đại học. Tại lớp đào tạo diễn viên thứ tư của Đài Lệ Đức, Trần Tú Văn đã học các khóa về diễn xuất, ca hát, nhảy múa, đồng thời có cơ hội được tham quan và trải nghiệm tại phim trường, sự nghiệp diễn xuất. Giai đoạn khởi nghiệp, thời kỳ nổi tiếng, năm 1979, sau khi tốt nghiệp lớp đào tạo diễn viên, Trần Tú Văn đã được Đài Lệ Đức lựa chọn đại diện cho Hồng Kông tham gia cuộc thi lời mời sáng tác bài hát Thái Bình Dương tại New Zealand. Với ca khúc Tiếng Anh Theo Quan Đơn Song, cô đã giành được giải tân binh triển vọng nhất. Ngay sau đó, cô đã hát ca khúc chủ đề cùng tên cho bộ phim truyền hình Hiệp Đạo Phong Lưu của đài, đánh dấu bước đầu tiên vào sự nghiệp nghệ thuật. Cùng năm đó, cô còn làm người dẫn chương trình cho hai chương trình truyền hình của Đài Lệ Đức là Thời Gian Tỉnh Táo và Thời Gian Cú Mèo. Năm 1980, Trần Tú Văn hợp tác với Vạn Tử Lương và Trương Quốc Vinh trong bộ phim truyền hình đầu tiên Phù Sinh Lục Kiếp. Cùng năm, Đài Lệ Đức đã sản xuất bộ phim tình yêu tuổi trẻ đầu tiên Ánh Nắng Trong Cơn Mưa Rào, với vai nữ chính được giao cho Trần Tú Văn khi cô mới 18 tuổi. Bộ phim này đã tạo nên trào lưu phim tình yêu tuổi trẻ lúc bấy giờ, giúp Trần Tú Văn nổi tiếng hơn và cũng làm nảy sinh mối tình giữa cô và Lâm Quốc Hùng, nam diễn viên chính của phim. Sau đó, Trần Tú Văn phát hành hai album âm nhạc Hồ Hải Tranh Bá Lục và Câu Chuyện Nhỏ Xinh Đẹp. Năm tiếp theo, cô một lần nữa hợp tác với Vạn Tử Lương và Trương Quốc Vinh trong bộ phim võ hiệp đầu tiên Du Hiệp Trương Tam Phong, vào vai một tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo tên Thẩm Song Song. Trong hai năm tiếp theo, Trần Tú Văn liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình như Đối Đối Hộ, Tôi Muốn Bay Cao, Phục Hổ Kim Đao và Hổ Phách Thanh Long. Năm 1982, Đài Lệ Đích, RTV được cải tổ thành Đài Truyền hình Châu Á, ATV. Trần Tú Văn đã chấm dứt hợp đồng với ATV và ký hợp đồng với Sony Music, bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình. Cuối năm đó, album cá nhân cùng tên Trần Tú Văn được phát hành, với ca khúc chủ đề ngọt ngào như kẹo dẻo rất được khán giả yêu thích và được chọn làm nhạc quảng cáo kẹo. Bài hát sau đó đã được các ca sĩ như Trương Vệ Kiện, Lưu Mỹ Quân hát lại. Tuy nhiên, do lời bài hát mang tính tiên phong, ca khúc này từng bị cấm lưu hành. Năm sau, cô phát hành phiên bản mới của album với tựa đề Ami Chan. Sau đó, cô ra mắt album remix điện tử đầu tiên của Hồng Kông mang tên Chấn Động F, giúp Trần Tú Văn trở thành ca sĩ đầu tiên ở Hồng Kông phát hành single remix điện tử. Ca khúc Chấn Động đã giành giải thưởng tại lễ trao giải bài hát tiếng Trung của Đài Phát thanh Thương mại Hồng Kông năm 1985, và phiên bản remix của ca khúc này trở thành một trong những bài hát nhảy Quảng Đông không thể thiếu trong các sàn disco năm đó. Năm 1985, Trần Tú Văn tiếp tục phát hành album Ia Ia Cười Ngất Người, ca khúc chủ đề cùng tên được chọn làm bài hát ứng cử trong mùa thứ tư của lễ trao giải 10 bài hát hay nhất. Trước đó, vào năm 1983, Trần Tú Văn và Lâm Quốc Hùng đã bí mật kết hôn và năm 1987, họ chào đón con trai Lâm Thượng Trí, khiến cô tạm thời rút lui khỏi làng giải trí, tái xuất, giai đoạn phát triển ổn định. Năm 1990, Trần Tú Văn trở lại và bắt đầu tham gia các bộ phim truyền hình của TVB. Trong năm đầu tái xuất, cô đã hợp tác với Châu Tinh Trì và Lưu Thanh Vân trong bộ phim truyền hình kỷ niệm của đài. Cặp sinh đôi, đóng vai nữ chính Phương Gia Nang và phát triển một mối tình tay ba với Châu Tinh Trì và Lưu Thanh Vân. Cùng năm, cô cũng tham gia bộ phim cổ trang Nữ Độc Thân do Lý Quốc Lập đạo diễn, vào vai nhân vật chính Yến Sở Tuyền. Diễn xuất của cô được khen ngợi và bộ phim đã đạt giải 10 chương trình truyền hình hay nhất tại lễ trao giải của đài. Sau đó,
Trần Tú Văn liên tục tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Nhân Hải Kiêu Dương, Tình Lạc Đặc Khu và Bảo Tố Xanh, với các vai diễn đa dạng như nữ cảnh sát, công nhân đại lục, phóng viên, nội trợ và bác sĩ. Năm 1992, cô bắt đầu đảm nhận vai chính trong series phim Pháp Lý Nhất Hào Hoàng Đình, đóng vai công tố viên Đinh Nhu, một nhân vật điển hình của tầng lớp trí thức trung lưu. Cô tham gia cả 4 phần đầu của series này. Bộ phim đầu tiên phát sóng đã đạt tỷ lệ xem cao nhất trong khung giờ của nó và từ phần 2 trở đi, liên tục được chọn vào 10 chương trình truyền hình hay nhất, giúp Trần Tú Văn khẳng định vị trí của mình tại TVB. Năm 1993, Trần Tú Văn trong bộ phim kỷ niệm 26 năm của đài TVB, Nhà Tài Phiệt Đua Ngựa, đã thể hiện một hình ảnh khác biệt so với trước đây, đóng vai nhân vật Tiền Tiểu Tiên. Diễn xuất của cô trong vai này đã chứng minh sự đa dạng trong việc tạo hình nhân vật, và cô đã được xếp hạng thứ tư trong danh sách 10 nghệ sĩ truyền hình hay nhất tại lễ trao giải năm 1994. Năm sau, cô đóng vai chính trong Tạm Biệt Cũng Là Vợ do Lý Quốc Lập sản xuất, một bộ phim khai thác chủ đề ngoại tình đang phổ biến lúc bấy giờ, rất được phụ nữ yêu thích với tỷ lệ xem trung bình đạt 32 điểm. Vai diễn nội trợ béo Pay Pay của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc, trở thành hình mẫu đại diện cho các bà nội trợ thời đó, và Trần Tú Văn đã được xếp hạng số 1 trong danh sách 10 nghệ sĩ truyền hình hay nhất tại lễ trao giải, đánh dấu một đỉnh cao sự nghiệp thứ hai. Năm 1995, Trần Tú Văn hợp tác với Trịnh Thiếu Thu trong bộ phim Người Đàn Ông 41 tuổi, tiếp tục đóng vai nội trợ Hoàng Ái Liên và được vinh danh là người phụ nữ quan tâm nhất trong danh sách 10 người phụ nữ tuyệt vời nhất của TVB. Trong thời gian này, cô cũng tham gia 3 bộ phim, bao gồm Thiên Thần Xuất Cảnh. Năm 1995, Trần Tú Văn hết hợp đồng với TVB và trở lại ATV. Năm sau, ATV đã tạo ra một bộ phim dài 105 tập dành riêng cho Trần Tú Văn, Tạm Biệt Ánh Nắng, hợp tác cùng nam diễn viên chính Mã Kính Tào. Bộ phim này đã lập kỷ lục về tỷ lệ xem cao nhất trên đài ATV và là bộ phim duy nhất của ATV vào thời điểm đó có thể đe dọa đến đài TVB. Trần Tú Văn với vai diễn kiên cường của Sisiquia đã được đề cử lần thứ tư cho giải 10 nghệ sĩ truyền hình được yêu thích nhất, nhận được giải nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất từ cuộc bầu chọn của đài phát thanh Hồng Kông và giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải của ATV vào năm 1997. Cô cũng được phong tặng danh hiệu Đại Thanh Y trong phim truyền hình Hồng Kông. Trần Tú Văn còn tham gia hát ca khúc chủ đề và các bài hát trong phim và nhận giải ca khúc chủ đề truyền hình được yêu thích nhất. Năm 1996, công ty đĩa nhạc Polygram đã phát hành album mới của cô, Phía Sau Người Phụ Nữ, sau 10 năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc, với chủ đề về cảm xúc nội tâm của người phụ nữ trưởng thành trải qua những biến động của cuộc đời. Cùng năm, Trần Tú Văn được trao tặng huân chương danh dự của Hoàng gia Hồng Kông. Năm 1997, cô tiếp tục hợp tác với Mã Kính Tào trong bộ phim về thời kỳ đầu của Trung Hoa, Thiên Long Địa Cửu. Với vai diễn dịu dàng và mạnh mẽ Dung Thái Nguyệt, cô đã liên tục giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của ATV. Năm sau, ATV phát hành Mưu Quý Anh Đại Phá Thiên Môn Trận, Trần Tú Văn đóng vai Mưu Quý Anh bên cạnh Dạ Ân Tấn. Với vai diễn này, cô được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải kỷ niệm của ATV năm 1998 và giành giải 10 nghệ sĩ truyền hình được yêu thích nhất. Bộ phim đạt được thành công lớn về tỷ lệ xem tại đại lục. Sau đó, do chịu ảnh hưởng từ những cú sốc cá nhân và gia đình, Trần Tú Văn cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần và quyết định rút lui khỏi làng giải trí, chuyển sang đại lục, giai đoạn bình lặng. Năm 2000, Trần Tú Văn trở lại màn ảnh lần thứ hai. Trong bộ phim truyền hình chủ đề Nữ Giới Tình Yêu Bạn Mong Đợi, cô đóng vai một nữ doanh nhân đã ly hôn. Năm 2002, cô phát hành album mới Vẫn Là Tình Yêu Nhất, bao gồm các ca khúc chủ đề từ các bộ phim truyền hình như Ánh Nắng Trong Cơn Mưa và Pháp Nội Tình 2002. Cuối năm đó, Trần Tú Văn tổ chức buổi hòa nhạc Trần Tú Văn Toàn Tân Chấn Động tại nhà thi đấu Elizabeth ở Oan Chai, Hồng Kông, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ. Năm sau, Trần Tú Văn tham gia bộ phim truyền hình hợp tác giữa ba vùng lãnh thổ và Singapore, Nhân Duyên Của Nàng, trong vai Ma Xanh. Năm 2004, cô tiếp tục hợp tác với Mã Kính Tào trong bộ phim về thời kỳ đầu của Trung Hoa, Tình Yêu Trong Những Ngày Có Tình, đạt được thành công về tỷ lệ xem tại Hồng Kông và giành ngôi vị quán quân về tỷ lệ xem khi phát sóng tại đại lục. Năm 2007, bộ phim hợp tác Những Ngày Của Giang Gia được phát sóng tại đại lục, với tỷ lệ xem trung bình đạt 6.69% trong ngày đầu phát sóng và thị phần trung bình đạt 15.7%. Trần Tú Văn đóng vai Thẩm Thái Quân ở tuổi trung niên trong bộ phim. Cùng năm đó, cô bắt đầu tham gia sân khấu,
lần đầu tiên đóng trong vở nhạc kịch lớn truyền thuyết Mơ Mộng, thể hiện khả năng hát và nhảy của mình trong 8 buổi diễn. Cô cũng tham gia buổi hòa nhạc lễ kỷ niệm nửa thế kỷ ATV của ATV, biểu diễn các bài hát chủ đề từ những bộ phim truyền hình cô đã tham gia. Năm 2010, sau Nhất Hào Hoàng Đình, Trần Tú Văn hợp tác với nhà sản xuất Đặng Đạt Hỷ để thực hiện bộ phim tương tự Pháp Vận Quần Anh, đóng vai kiểm sát viên cao cấp của Cục Tư pháp, mẹ đơn thân Lâm Mỹ Khê. Bộ phim giành giải 10 chương trình truyền hình hay nhất của đài truyền hình. Sau năm 2011, Trần Tú Văn ít khi xuất hiện và bắt đầu học khóa học về trị liệu bằng tinh dầu. Cô chỉ tham gia vì mục đích từ thiện trong vở kịch Tình Yêu Về Đâu, 2011, và phim Số Mùa Xuân Trong Mùa Đông, 2016. Năm 2018, cô hợp tác với ca sĩ Thái Phong Hoa và Nguyễn Lệ Sương để tổ chức chương trình hát chủ đề truyền hình thực sự kinh điển. Thể hiện các bài hát chủ đề từ Ánh Nắng Trong Cơn Mưa, Tạm Biệt Ánh Nắng và Mưu Quý Anh. Năm 2019, Trần Tú Văn đóng vai Phó Hiệu trưởng Lâm trong bộ phim truyền hình về học sinh dạy dỗ.